Ê, tôi phân tích một điều nãy giờ, mỗi lần mà Isaac bị nói, chuẩn bị nói cái gì là Bill Trần nhìn không nhúc nhích luôn á. Nhưng mà anh nè, bình thường là em cũng ngồi vậy, ai nói em cũng ngồi vậy. Mỗi lần Isaac nói lên, nói đi anh. Em phải nhìn tôi nói gì chứ. Em nghĩ là hay. Tại sao? À, thứ nhất là... BB nhót liền. Anh nghĩ gì vậy anh Giang? BB Isaac nhìn đẹp trai. Isaac đang nhìn. Anh thấy không? Rõ ràng anh thấy đúng nó giống em phải không? Đó nè, thấy chưa? Đúng rồi. Vậy tới giờ là phần giao cách cảm rồi anh. BB ơi. Dạ. Người đàn ông của em đó vẫn đẹp trai mà. Trời đất ơi. Anh thấy mọi người làm BB quê quá. Không sao, anh trân trọng tình cảm của em. Trời ơi. Chào hai em. Isaac bữa nay giống chú Thòn ha. Hồi nãy trong hậu trường tôi với Isaac có nói nhau, hai anh em ngộ lắm quý vị. Tôi mập ra đúng không? Isaac ốm đi mà ốm quá, tôi mập ra mập quá. Rồi giờ cái quần nó dài quá, quần tôi ngắn quá, hai đứa cộng lại chia đôi là đèo. Thôi về chỗ ngồi đi, đừng cố gắng ghép vào một người đẹp. Isaac ơi, Isaac ơi, mình cộng cái gì thì cộng chứ mà anh nghĩ rằng thôi đừng có nên cộng nhiều quá. Nói gì mà tôi đu bám người đẹp nè. Không đứng phải. Yên, em đứng yên, em cười coi, hai ba cười. Như anh em xin đôi mà cái gì vậy? Trời ơi, ảo tưởng. Sao mà giảm miệng vậy? Anh chỉ lo cho Isaac thôi, mọi người đều biết Isaac đẹp trai thế này không? Em mà cộng với Trấn Thành là em bớt đẹp đi đó nghe. Bởi vì cái gì cũng chia đôi hết mà đúng không? Không, bớt em cộng lại. Mà. Em cộng với anh Trường Giang chưa đôi là đều. Sao vậy? Tại không make up anh Trường Giang, make up đậm quá bên này. Trời ơi, thấy chưa? Anh thấy chưa? Trời ơi. Lại vô mặt, lại vô mặt. Trời ơi. Như một cái tát vô mặt người ta. Trời ơi. Trường Giang bữa nay chỉ quánh sơ bằng phấn nụ hoàng cung thôi. Mà em cái này anh xin tiết lộ chút xíu. Hồi nãy cũng ngồi trong hậu trường đó Isaac. Tự nhiên Trường Giang sau khi mà ăn này kia xong cái kêu em trợ lý, em cho anh xin cái son. Anh nói Giang, tự nhiên em xin cái son thấy nó kỳ kỳ sao luôn á Giang. Phải chi BB 2 triệu nó xin không nói làm gì. Trường Giang xin cái son. Ủa anh ơi. Gì vậy anh ơi? Gì vậy? Isaac à, khi em đến chương trình này tụi anh rất là welcome. Mở lòng từ bi để đón nhận em. Mở lòng từ bi luôn. Nhưng mà em đến chương trình này bằng một gươm giáo. Em mới vừa đâm vô con mắt trái của anh. Một con dao Thái Lan. Lần đầu tiên mới thấy chương trình chịu làm gì đó thiệt đó. Dạch mặt chương trình đâu. Em thấy là chăm chút kỹ lắm anh. Tại make up rất là kỹ luôn á. Ông pha cũng như Trường Giang. Ôi trời ơi. Trời đất ơi. Ôi. Em xin lỗi anh Giang, xin lỗi. Em nói thiệt với anh á, không những anh Trường Giang đâu, mới nãy em nói chuyện với anh Đại Nghĩa em thấy cũng dày lắm anh à. À, Hải Triều ơi, em yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không mời em phát biểu một câu nào đâu nha. Mời đội Trường Giang. Chưa xong mà. Anh biết cảm xúc của mình thế nào với cô gái này? Mời Isaac. Thực ra là em nghĩ là bà, xin lỗi em. Bạn nữ này hát không hay, hát dở đó. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là em thấy cái lúc mà bạn làm cái nó mi á là em thấy giả. Thì đúng rồi, mi giả mà. Ủa em ơi, rồi cái chuyện đó nó liên quan gì tới cái thanh quản người ta em? Không, có nghĩa là chương trình đang dựng bạn này làm nói mi, nhưng mà cái cách bạn này làm thì không có thuyết phục. Có nghĩa là chương trình đã dối lừa em một lần. Chương trình ok, lại không tin tưởng chương trình rồi. Trời ơi, trời ơi. Chương trình ơi, mời Isaac nó tới làm chi vậy? Rồi bây giờ tố giác nó kêu nó không tin chương trình nữa kìa. Tới mức độ mà nó mất niềm tin. Em mới nói luôn. Là chương trình là dối lừa em hả? Anh Trấn Thành bị như em y chang mỗi mùa. Trời ơi, em đến với chương trình giọng ai mà em đòi sự chân thật ở đâu ra vậy? Còn Isaac? Em cũng biết. Thôi đi về đi cưng. Ê, tôi phân tích một điều nãy giờ, mỗi lần mà Isaac bị nói, chuẩn bị nói cái gì là Bill Trần nhìn không nhúc nhích luôn á. Anh hãy mình cùng đội á anh. Nhưng mà anh nè, bình thường là em cũng ngồi vậy, ai nói em cũng ngồi vậy. Mỗi lần Isaac nói lên, nói đi anh. Em phải nhìn tôi nói gì chứ. Đúng không? Không phải Giang ơi, Giang. Tôi không nói dối, xin mời xem lại những khoảnh khắc vừa rồi trên sóng truyền hình. Anh còn thấy vậy nữa nè, mỗi lần mà Isaac nói, BB Trần chồm lên lấy khăn giấy. Không hề có, không hề có luôn. Không, cái vừa rồi là anh Nghĩa làm cho ảnh đó. Đó, dạ. Anh thấy mọi người làm BB quê quá, không sao anh trân trọng tình cảm của em. Trời ơi. Mà tội nghiệp Isaac quá ha. Tội nghiệp Isaac quá, quá ôm BB phải nhón lên vậy nè. Nó nghe nè, tôi không biết làm sao.
Isaac mới phát hiện chi tiết này thú vị. Cái tay vậy sao cào nghêu? Cào nghêu không vậy? Bi 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 bi. Cái này người ta lên sân khấu Thành ơi. Em cũng thấy, em chưa kịp nói. Tay cào nghêu, ví dụ là đứng, ta đứng vậy. Đây là cào nghêu. Người ta cào nghêu đâu phải bằng tay đâu. Đúng rồi. Cái này là cũ âm bạch cốt trảo cào mặt em đó. Mình ca sĩ nói một câu cho bé Gil nó sợ. Đang hồi hộp, đang hồi hộp. Sợ con bé nó khóc quá. Khó khăn nào cũng thể vượt qua được hiểu không? Em sợ nói ra bạn nó tổn thương hả? Em nghĩ là hên xui. À trời ơi. Có mấy chữ thôi đó mà ông ngâm 3 tiếng đồng hồ. Isaac nói đi em, người đàn ông từ tốn. Em nghĩ là hay. Tại sao? Thứ nhất là... Baby nhót liền. Baby nhướng nhẹ liền. Anh đây đây, đây là cái né của BB. Isaac. BB, nó nghe nè, ở em á, nó tràn trề một cái sự khao khát. Không có, em đang lắng nghe anh Isaac nói thôi mà. Kiềm chế lại, anh có số điện thoại riêng lá nhắn cho. BB. Dám nói không à. Dám nói không, nó không có số điện thoại à. Điều. Thôi bây giờ mình biết là đồng ý đấy. Nhưng mà mình giả bộ mình phân tích chút xíu cho nó khác người ta đi BB. Nói gì sao sắc ra. Tại vì em thấy cái cách của bạn này từ cái để tóc và cho cái cách mà bạn bán và bạn giao tiếp rất là thần thái. Cái kiểu là có cái chất nghệ sĩ trong người á anh. Anh có thấy gì không anh Isaac? Hợp đồng tình. Hợp đồng tình nha. Thành ra cái lúc mà hát cái miệng cũng nhỏ luôn. Sao biết bạn lấy cái gì? Sao biết bạn lấy cái gì cũng nhỏ? Cái mặt thấy nhỏ rồi. Cái mặt, em nói cái mặt. Anh nghĩ gì vậy anh Giang? Đi đi. Isaac nhìn. Đẹp trai. Isaac đang nhìn. À, lúc mà hát á. Bạn ngồi đi. Ra cái hơi cũng bị. Anh qua đây ngồi luôn nha. Bạn ngồi đi. Nghe BB, anh nghe BB không? Anh qua bển ngồi đó chứ, qua đây ngồi. Không, anh quên lời, có thể là không thuộc lời. Đúng hay rồi, sao người ta, người ta lên câu, đây, người ta hồi hộp nữa. Có hai câu em ơi, tập một tháng mấy trời, có hai câu lên đây nhét, sao quên lời được. Anh thấy, anh nghĩ giống em không? Em ơi, ta nói tập còn hơn là bên thiếu năm tuổi. Anh thấy không? Rõ ràng anh thấy đúng giống em phải không? Đó nè, thấy chưa? Anh ngồi. Nó hớp đi luôn. Anh qua bên kia. Hớp đi luôn. Manh động quá rồi anh ơi, manh động quá rồi. Bây giờ nó lộng quá rồi, bây giờ làm thì sao? Thì bây giờ anh đồng ý kiến qua bển ngồi luôn. Thì đúng đó, trách nhiệm đó là cái nét đó BB có. BB có cái nét đó. Sao em cứ chăm chút BB hoài vậy? Không. Hồi nãy giờ ai nói xấu BB vậy? Nè mọi người hãy nhìn đi. BB là người đã có gia đình. Hả? Đâu? Đấy, nữ tướng. Đâu, cái này những thần tài chứ em chưa có gia đình nha. Em vừa lấy số của người ta đó. Chết không? Đổi không BB? Ủa, cái đó là người ta muốn chọn số đó đó. Đúng rồi. Giờ em muốn đổi không? A số 1. Khẳng định cái gì đó cho em thấy là đúng rồi. Vậy tức là thần giao cách cảm rồi anh. Cách cảm. Thấy hai cái con người bắt tay nhau chơi nhỏ hát dở mà. Nhưng sau khi cờ để hát xong, ai nói? Có một nỗi buồn đã tràn ngập với BB Trần. Một đối thủ của em đó. Hồi nãy giờ cậu đi hát nhìn Isaac hoài. Đúng. Bây giờ nói đi. Em bây giờ nói đi. Khỏi giới thiệu tên nữa. Đi. Về luôn. Em để ý đó. Em dễ sợ quá BB. Bây giờ ba mặt một lời đi. Tại sao em nhìn Isaac dữ vậy? Anh phiêu liên như là bài hát của em mới nhìn Isaac. Anh cũng phiêu quá trời phiêu đó. Phiêu mà anh chọn sai người ta. Em ơi, hồi nãy anh thấy Hải Triều cũng phiêu dữ lắm luôn á. Không, nhưng mà để anh Isaac anh bình em. Nhưng cũng có những người hát từ nhóm rồi đi đóng phim, rồi solo, rồi đêm nay banh xác. Biết banh chưa mà giờ nói ta như vậy. Ai rắc vừa khóa môi. Một màn khóa môi tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi thấy khóa môi mà kẹp người ta lại như món vịt vậy. Em thấy chưa, em quyên một chương trình, em dòm người ta làm chi. Người ta khóa môi người khác. Liêu liêu. Isaac. Dạ. Tại sao em có một hành động khóa môi bạn diễn trên sân khấu như thế? Tự nhiên cảm xúc nó dâng trào đó anh, cái muốn khóa liền ngay lập tức vậy đó. Trời ơi mà anh ơi ta... đây, bị gì cái này? À vậy dạ. Cái này là những thần tài. Thần em tài. Chưa có. Lột dục đi. Anh tiền. Tiền. Anh cứ nghĩ rằng Isaac em đã lớn rồi, em phải chịu trách nhiệm cuộc đúng đời mình rồi. Đi. Em đi ơi. Dạ. Người đàn ông của em đó vẫn đẹp trai mà. Trời đất ơi. Con nhỏ này buồn.
Và Isaac thì có thêm kinh nghiệm trong cái việc lựa chọn thí sinh nha. Có thêm em nữa anh. Có thêm em nữa nè. À có thêm BB Trần nữa, khuyến mãi BB Trần vô.